Những mỹ nhân hoa ngữ sở hữu đôi mắt biết nói. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thế nên khi mắt mở ra, ta trông thấy được thế giới bên ngoài. Đôi mắt ấy thể hiện buồn vui, thương ghét khi ta cảm nhận hạnh phúc hay khổ đau. Khi ta nổi giận vì bất bình một chuyện nào đó, đôi mắt sẽ đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Khi ta cảm nhận hạnh phúc thì đôi mắt sẽ chứa đầy yêu thương trìu mến. Trong điện ảnh, biểu cảm của một diễn viên phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Tuy nhiên, đôi mắt chắc chắn là yếu tố quan trọng bậc nhất. Người xem không chỉ được yêu mến bởi khả năng diễn xuất tốt, ngoại hình ưa nhìn của diễn viên, mà còn bởi việc họ sở hữu đôi mắt biết nói, chứa tính nghệ thuật khuynh đảo màn ảnh. Hãy cùng điểm qua một vài diễn viên hoa ngữ may mắn sở hữu cửa sổ tâm hồn, đẹp đến nao lòng nhé. Đàm Tùng Vận. Con nàng ngoài 30 tuổi, Đàm Tùng Vận nhận được vô số lời khen ngợi qua nhiều vai diễn thể hiện khác nhau. Không phải tự nhiên mà khán giả dành tặng cô lời khen, mà bởi đôi mắt của Đàm Tùng Vận như biết nói. Chuyển thể liên tục tình huống này sang tình huống khác một cách tự nhiên, lúc vui lúc buồn một cách liên tục không ngừng nghỉ. Cũng chính nhờ điều đó mà cô nàng góp mặt rất nhiều phim truyền hình, cũng như online trong suốt thời gian qua. Triệu Lệ Dĩnh. Được biết đến qua vai diễn tình nghi trong phim Tân Hoàn Châu Cách Cách đã giúp Lệ Dĩnh đưa tên tuổi đến với khán giả. Cô được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ và đang gây nhiều tiếng vang cùng với những vai diễn ấn tượng của mình cùng với khán giả, người hâm mộ trên màn ảnh hiện nay. Vốn sở hữu đôi mắt to tròn, ánh lên nhiều điều muốn nói đã được nữ diễn viên xinh đẹp chuyển hóa vào những vai diễn của mình. Từ một xăm xăm đáng yêu, đôi mắt long lanh thu hút đến một sở kiểu mạnh mẽ, can trường và quyết đoán cùng những cử chỉ, ánh mắt ấn tượng khi toát lên thần thái sát khí, đáng sợ hay chất chứa nhiều nỗi niềm với biểu cảm phũ phàng, rũ bỏ nhưng đầy tiếc nuối đau đớn. Triệu Vy, Hoàn Châu Cách Cách. Từ cô nàng tiểu yến tử lì lắc hồn nhiên trong Hoàn Châu Cách Cách đến lúc y bình kiên cường, bướng bỉnh của Tân Dòng Sông Ly Biệt, hay một Hoa Mộc Lan mạnh mẽ can trường khi cải trang nam thay cha tổng quân. Tất cả những vai diễn ấy không chỉ được nàng đại hoa thể hiện thành công bằng biểu cảm tự nhiên, đa dạng trên gương mặt, mà còn bởi đôi mắt to tròn xinh đẹp chất chứa bao điều muốn nói. Tôn Lệ. Được sinh ra trong một gia đình công nhân, từ nhỏ cô nàng đã có năng khiếu nghệ thuật. Nhận thấy điều này, mẹ của cô đã đưa cô đến Cung Thiếu Liên, thành phố học múa. Tôn Lệ học rất chăm chỉ, thành tích luôn nổi bật nên có nhiều cơ hội ra nước ngoài biểu diễn. Năm 11 tuổi, nhờ vũ đạo vượt trội, cô cùng đoàn diễn viên nhí Phương Đông Thượng Hải tham gia lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Được đánh giá là một trong những diễn viên thực lực hiếm có hiện nay của nền điện ảnh hoa ngữ. Nương nương Tôn Lệ đã ghi đậm dấu ấn với vai diễn của mình, với những biểu cảm xuất thần bằng đôi mắt long lanh biết nói. Đôi mắt ấy đã khiến người người nhà nhà khó quên một chân hoàn ngây thơ, trong sáng từ những ngày mới nhập cung đến khi trở thành một nương nương chân hoàn, quyền uy tột đỉnh cùng ánh mắt rực lửa như một ngọn đuốc khi báo thù trong dự án cung đấu hậu cung chân hoàn truyện. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.